Đường Láng là tuyến đường hai chiều, có phân cách giữa dài gần 4 km từ ngã tư Sở đến ngã tư Cầu Giấy, rộng 21 m, là con đường huyết mạch, đông dân cư, đang trong tình trạng quá tải do lượng xe cộ lưu thông dày đặc, đặc biệt là vào giờ cao điểm, khiến giao thông trở nên ùn tắc nghiêm trọng. Suốt ngày tôi ở đây thì ngày nào cảm thấy cái đường Láng này nó tắc, có ngày tắc 2-3 lần một ngày. Cũng đi lấn vào trong làn trong này, đều đi trên vỉa hè, đi vào làn trong rồi lấn hết cả giờ ấy. Nói chung là nó rất là tắc đường, vào bây giờ tan tầm nó tắc lắm. Nó tắc có khi từ cầu Trung Hòa đến cầu Hòa Mục kia nó tắc ken đặc hai bên đường luôn. Hàng quán thì rất là nhiều mà cái khu chợ này họ cũng lấn chiếm ra vỉa hè nhiều lắm. Theo mình thấy thì là trong các giờ những cái nút giao đấy, những xe qua lại rất là đông, chen lấn nhau và tạo nên một hiện tượng ùn tắc và nhốn nháo. Phân cách giữa tuyến đường là hàng cây xà cừ có tuổi đời lên đến hàng chục năm, che phủ những ngày hè. Suốt chiều dài đường Láng song song với sông Tô Lịch dành riêng cho người đi bộ và xe đạp. Trước thực trạng đó, đường Láng dự định sẽ được mở rộng gấp đôi hiện tại để giải quyết vấn đề giao thông đang ngày một xấu đi. Do mật độ phương tiện quá cao, với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng cho đoạn đường dài 3,8 km.